Thật sự là cháu cũng có một vài câu hỏi vì cháu biết là cô bây giờ, thứ nhất là cô cảm thấy thoải mái khi học tiếng Anh, cái thứ hai là cô cảm thấy rất thích, và cô cũng, cháu không biết là cháu sẽ hỏi thế này thì không biết là cô Mai sẽ trả lời sao. Bây giờ thực sự cháu hỏi cô là mình nhìn một cái bức tranh tổng quát về việc học tiếng Anh đó cô, tức là chúng ta không đánh giá là chúng ta học được bao lâu hay là đang được chỗ nào hay như cái gì, thì cô thật suy nghĩ, thật thoải mái giúp cháu, và chúng ta chỉ chọn một trong hai phương án thôi. Thì cô có thấy là tiếng Anh nó có khó như mà chúng ta nghĩ không cô? Không, lúc ngày trước ấy, cô học thì cô thấy khó lắm, nhưng đến khi mà học cái chương trình này cô thấy khó, tức là mình chỉ chăm chỉ là cô nghĩ là sẽ thành công. Đấy, cô không thấy nữa. Cô và ngày xưa cháu rất là cảm ơn cô. Đấy, và cháu rất hay hỏi câu ý. Cháu rất hay hỏi câu ý với các bạn. Vâng, vì thật sự là tiếng Anh nó không khó thật cô ạ. Nhưng để có được suy nghĩ như cô Mai, suy nghĩ như thầy và suy nghĩ như các bạn trong lifetime, thì điều đầu tiên là chúng ta phải làm đó. Và làm ở đây không phải là mua khóa học hay là các bạn phải theo dõi thầy hay gì cả. Làm ở đây đó chính là chúng ta phải thay đổi cách học. Đó thì như cô Mai vừa chia sẻ là sau khi được các bạn tư vấn là học qua những câu chuyện, tức là chúng ta không còn là học hôm nay học từ vựng chủ đề gì, hôm nay học ngữ pháp gì, mà sẽ chỉ có một câu chuyện. Với câu chuyện đấy thì cô Mai hay các bạn, kể cả các bạn còn trẻ tuổi hay có những cô hơn cả tuổi cô Mai rồi, các bạn 30-40 tuổi, không có cái độ tuổi nào ở đây cả. Với một câu chuyện như vậy, nó là ngôn ngữ, và với ngôn ngữ như vậy thì chúng ta cứ học và cứ thảo luận về nó. Và để thảo luận về nó thì chắc bây giờ cô Mai cũng biết là vì sao nó dễ đúng không cô? Chúng ta cứ làm nó đi, làm nó lại là nó thành dễ. Nhưng với cách học ngày xưa cô ạ, chỉ muốn học nhồi nhét thật nhiều và thật là nhanh, thật là vội, thì cháu nghĩ là nó rất khó cô ạ. Thì cháu vẫn phải nói là không có đúng hay sai, nhưng mà nó thực sự khó, và chúng ta đáng buồn phải nhìn một cái tổng quan về cái trình độ tiếng Anh ở Việt Nam. Cái trình độ tiếng Anh nghe nói là kém cô ạ. Và với một đất nước mà học tiếng Anh ở trên trường như một môn học bắt buộc, mà cái số người sử dụng tiếng Anh như bây giờ, thì cháu nghĩ là khá đáng buồn và khá đáng tiếc cô Mai ạ.